Dạ, Lò Rèn Tấm Cường xin chào cô chú anh chị. Như hồi hôm con mới lên clip hồi hôm qua cho đêm hôm cho cô chú anh chị mình. Thì cũng có mấy anh khách là cũng như mấy anh làm nghề chung á. Cũng sáng giờ cũng có alo cũng bộn. Nói chung cũng anh em nói nếu mà Cường được ở đây ở bên Trà Vinh này. Tại vì con ở gần cầu Cô Chiên, có mấy anh em thì bên Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre thì cũng có điện alo đặt đồ rồi cũng như là dặn là nhờ lấy thép giùm á. Rồi anh em người ta nói nếu mà được vậy thì quá ok rồi, thép mà cắt sẵn ra rồi thành phôi hay hoặc cái này nọ thì anh em đỡ quá. Nói chung có con về đây thì anh em nó đỡ, tại vì hồi đó thì tất cả Lò Rèn thì không có ai ở không đâu mà ta cắt cho từng miếng nhỏ ra mà để mà chia cho anh em ha. Hoặc là ở đây có những lò anh em cô chú anh chị mình biết không, thép cán ra rồi nhưng mà ta vô cái kéo đó người ta hớt thôi đó, tức là vô cái kéo này mà hớt thôi là người ta vẫn lấy tiền ha đó. Nhưng mà con ở đây cho con hớt hớt tối ngày luôn á, con không có lấy tiền bể bạc gì. Còn anh em nào công trình nào mà làm dây buộc dây dẻo gì lại để cắt thoải mái không lấy tiền luôn. Anh em làm nghề là nói chung mấy cái đó không có lấy tiền đó, cứ thoải mái đó, nhìn ta cắt cái kéo đó thôi đó cô chú anh chị. Cái kéo nó hớt có hao mòn gì, mua có mấy triệu bạc đâu xài cả đời người, mà hết nhiều khi con đường thép này thôi dù là nó mỏng thôi nhưng mà người ta vẫn lấy tiền. Còn con đây cho con hết bán chia cho anh em thép này nhưng hết cái đó không lấy tiền, nhưng cắt gió đá lấy tiền. Dạ, tại gió đá con không có làm được nha. Thì bữa nay có anh em, có ông anh này, ông ở Bến Tre hôm qua hai cha con đi qua đây rồi giờ ngồi đây mới uống nước, kêu nước uống rồi bây giờ chờ ảnh chia đồ. Rồi giờ anh tính chia cái gì đây anh? Đâu giờ anh tính làm gì đây? Anh có chia cái miếng khúc nhíp xe cắt làm cái lưỡi xà beng. Đâu? Lưỡi xà beng gì đó hả? Ừ. Chia mới sắt nhíp xe làm đồ lưỡi da cỏ. Đâu có vô cái nào anh thích thì anh lấy đây. Đâu anh đo anh thích thì anh lấy đi, cái nào anh cho chọn thoải mái cho con cứ chọn đi. Cái nào thích thì vô đây thì em hỗ trợ được, em hỗ trợ hết. Hết mình. Ủa con trai này còn đi học không? Chút téo gì vậy hả? Làm Lò Rèn nổi không? Đi học qua rồi chút. Trời ơi. Cứ lựa thoải mái anh em. Lấy này đi em cắt y mẫu vậy. Rồi. Anh cứ gạch. Có anh chia thép mà anh có cắt giùm miễn phí phải không? Cho mượn phấn đi. Đây để sát đi. Để anh gạch cắt. Rồi đó, anh muốn gạch theo ý anh đi cho nó dễ. Ý làm sao đó thì gạch đi. Cái này anh lỗ xà beng này đấy anh xài gì vậy anh? Thường anh bên đó. Tại vì em nó không gần. Chuối làm cái này kia vậy đó. Ồ, cái này mình làm mà nhỏ nó phụ làm. Vậy thôi. Rồi còn có anh có lấy gì thêm không? Chị mới lấy khúc ba khúc đang làm cái dao xay cỏ. Rồi anh cứ cắt thoải mái đi. Ok. Rồi anh cứ lấy mực đâu cái thước là đây cái thước nè. Anh coi cái nào ấy anh cứ gạch thoải mái. Rồi vậy mình cắt cái này. Rồi để tiến hành để mình cắt cho ảnh luôn. Rồi anh cứ gạch đi ha. Cái nào đó anh cứ gạch đi. Rồi giờ ok. Bây giờ tôi tiến hành để em cắt luôn cho rồi cho anh luôn ha. Rồi. Rồi cắt luôn ha anh. Rồi cắt luôn đi. Quá wow, bên đó rồi giờ sao nghe anh nói anh có quen ai ở Trà Vinh này không? Cũng không có quen ai, thì tại thấy lên thấy mở coi mấy clip á, thấy anh có đang lên để chia ba thép rồi nè, thì thấy nhíp xe ngon quá thì qua đây hỏi chia bển chia về ba nhíp xe gì đâu không à. Nhưng mà anh ta chia chứ ta đâu có cắt ra đâu. Không, không cắt, người ta chia khúc nào lấy khu nguyên khúc vậy. Về nhiều khi làm dư rồi bỏ đó quan bên mà mốt rồi làm cái khác mà. Nhíp xe thì không có được. Rồi anh nói anh bà con anh đâu ở đâu có làm được nghề á.
cũng như cùng cũng ở từ Vinh nè, mà cũng như thì xã chạy xuống cùng nghe đó. Ủa Trà Vinh, Trà Vinh thì anh cũng phải biết bên đây nó cũng có dựa thang thép chứ, anh không có đi qua đó chưa? Không, không có qua. Ở Trà Vinh mình đâu? Có đi ngang thị xã thôi, chứ mà không biết cái dựa thang thép ở đâu. Mà anh có anh em, có anh em rồi có từng xài cái dựa đó chưa? Chưa. Mình cắt về mình có tính tiền không anh? À, xài tiền em tính luôn vô trong thép luôn à. Để bẩn cắt nó rồi, nó đâu có cắt đâu. Đem về tự mình cắt, mình làm. Cắt vậy em lấy anh 10 ngàn. 10 ngàn cũng như là 10 ngàn em cắt cho anh, như vậy em tính có 10 ngàn bạc. Đủ tiền gió không? Kệ, lấy ra gió anh em mình làm nghề không. Mình đâu có làm thuê, làm mướn gì đâu. Thép mình lấy đâu quá trời nhiều quá. Đây mình lấy hàng của bên Nhật rồi anh em nó chở về đây rồi mình lựa lại. Rồi. Để cho nó ngồi đi nha, đừng móc kia nha. Móc vô chết liền nha. Ấy dậy chứ mà nó còn nóng lắm anh ơi. Nóng kinh lắm à. Cái bãi đó thì anh em mình làm nghề thì anh coi cái có ai thì anh cứ ấy đi, nói với anh em thì cái gì thì cứ qua tôi. Nói chung chia đồ, chia cái đồ nào tôi có là tôi sẽ chia. Đó, ví dụ như cái đồ nào tôi có nhiều là tôi sẽ chia cho anh em để sử dụng. Đó, ví dụ như thang tôi, ví dụ tôi lấy được 100 bao, anh em muốn cần thì chia lại rồi 5-7 bao người tôi chia cho anh em xài, chứ còn không có bán bất cứ gì mà nói kinh doanh hết. Đó toàn bộ kinh doanh chừng nào tôi thông báo lên, ví dụ lên clip thì anh em mình thì tôi kinh doanh thì phải có số lượng lớn tôi kinh doanh. Thứ nhất á, thép tôi phải có số lượng, rồi thang phải có số lượng tôi mới kinh doanh được. Đó. Hello. Đó. Ví dụ anh có quen với ai á thì anh cứ ấy vậy thôi. Bển cũng có mấy thằng em cũng làm lò rèn á. Cái con gì vậy? Thì nó cái thằng em nó lúc trước nó cũng có qua bên Trà Vinh này, nó chia thép nè, mà không biết anh biết cái anh đó không? Cái chỗ đó là bán hay là sao, hay là lò rèn, hay là quên, hay là cái chỗ đó bán chuyên bán hay gì? Chuyên bán là làm dựa thang, dựa thép thì là làm luôn, mà bán là toàn bởi vì đâu ngán quá lấy toàn bán nó thép điểu gì đâu không. Ở nghe nó đâu ở vùng 7 ở cơ gần Cửu Long á. À, không biết chung không, thì... biết cái lò rèn đó không? Chung mình nói chung thì không biết cái đó thì sao, mà nó gần đây mua bán thì em thì không có nói ra được, tại vì cái đó thì anh em mình xài rồi mới biết đó. Chứ giờ thì ví dụ mình có biết mình cũng không nói được, tại vì cái đó mọi người mọi cái ý khác nhau. Ví dụ như người ta thấy cái là quan trọng là giá cả thôi, thì anh em mình nó đừng có ham mà cái giá cả mà nó rẻ hay hoặc gì đó, mà nó nhào vô thì nó xin đúng trưởng thôi, nó quy luật thôi. Rẻ cũng có rẻ đâu, lấy giá thấy nó lấy về nó giá mắc. Mắc của, chứ có rẻ đâu. Mà về xài đồ trên trên đó ra làm thấy xài không được. Trên đó đó mình thì có nghe thôi, nghe anh em người ta nói thôi, chứ cũng trên đó nghe em nói ở phường 7 á, phường 7 gần Cửu Long, Cửu Long á. Là nói là giữa luôn hả? Là giữa luôn. Giữa bán này từ thang nữa. Nó bán vậy mốt ai mà mình dám mà mình mua cũng có thang gì đâu không à. Chứ người ta là ta cắt cái này ta tính tiền luôn á, chứ còn mình đây mốt mình hết này bỏ luôn hết tiếc. Anh em mình làm nghề mà hết lấy cái đó gì làm gì, nó dư thừa không đúng không đó. Chứ nhiều người người ta bán là ta có tính một cái vụ hết như vậy là nó hao mòn người ta tính à. Rồi thì xong thì anh em nào cứ giới thiệu cho mình đi, thì anh kia tên gì, tên Hải phải không? Hải.
Rồi bây giờ mình tiến hành. À, mỏ cài hả? Mỏ cài nghe chứ nào giờ em biết cái mỏ cài thôi chứ không biết ở trên ở dưới. Rồi. Rồi. Ba khúc này làm dao xe cỏ. Rồi này làm dao. Rồi đó anh Dục lên cân luôn, chúc anh em cân cho anh luôn. Rồi anh lấy hết miếng đó không? Ba khúc đó. Rồi rồi. Làm phấn á. Rồi anh để lên cân giùm em luôn đi, rồi em tính tiền luôn cho anh. Anh em mình không mà, họ cắt tâm cắt luôn cho. Rồi cái này anh lấy luôn, miếng này luôn phải không? Cái này luôn. Chà, cái dao này chắc giống cái dao gốc lá dừa hay là măng cỏ gì đây? Dao gốc lá dừa. Ờ, bển xài vậy hả? Dao này hả? Dao giống giống dao cỡ dao máy chèo của tôi đây à, ta. Giống ở vậy ở bển xài cũng giống đây mà. Ủa sao cái đó không gạch luôn hả? Còn khúc đó để đem về làm gì? Khúc đó để đem về để có mốt có làm gì làm tiếp nữa. Ờ. Chẳng có việc đi lấy đại về thử nó đi. Cái này cũng vừa được 2 con, 4 con, 6, 8, vậy 8 con hả? Ủa cái này là anh tính gạch, cái này anh làm cái gì vậy? Cái này làm dao xe cỏ. Ờ, dao xe cỏ vậy đó hả? Anh gạch cái này thì nói chung bên em thì em làm cái này có 5 ly à. Ờ, ủa này miếng này 4 ly chứ. Dễ bển làm hơi mỏng hơn bên em. Tại người ta đặt hay sao? Mấy này người ta đặt cái mẫu như vậy đó, kêu độ dày 5 ly vậy đó. Làm rồi 6 ký 2. Rồi 6 ký 2 lấy anh 6 ký đi. Rồi. Anh ginh xuống giùm luôn 6 ký 2 nha. Lấy 6 ký thôi. Còn cái này kia. Cái này anh. Cái này nghe. Ờ cái này 1 ký 2. Rồi cục này lấy anh 30 ngàn tiền cắt đồ luôn lấy thôi anh em mà mới quen phải không? Lấy đại anh 25 ngàn luôn, tiền cắt luôn 25 ngàn. Rồi, còn cái này 6 ký 2. Ô anh 6 ký hả? Lấy này anh 18, lấy 30 ngàn ký. Rồi xong. Đó, lấy này anh 30 ngàn đi. Nói chung anh em là cũng mới chứ làm nghề chung không, chia lại cho anh xài luôn đó. Cũng như này 36, 18. 18 với cái đó. Rồi, lấy chẳng anh luôn 200 ngàn. Rồi xong, đứt đuôi. Rồi rồi. Hả? Cắt vừa bán vậy có lời không? Rồi lời gì anh em quan trọng làm nghề, mốt anh em mình còn giới thiệu mình còn hơn nữa mượn. Nói chung là quan trọng là mình nghề thôi anh ơi. Thì mới mốt dẫn anh em nữa bển qua chia thép được bên đây đi em vừa bển xài để đi chia tàu lao xài không có được. Ừ. Rồi thì đó mình nói chung bên đây đủ là mặt hàng hết trơn á anh em thì cứ muốn. Còn ví dụ anh em muốn đặt hàng cho tôi á, thí dụ muốn loại một loại thép nào đặc biệt riêng biệt á, dặn 100 ký đi tôi dẫn đây tôi dẫn có chuyến tôi lấy giùm anh em. À. Đó, vậy anh em phụ tiền xe tôi, thí dụ tôi lấy 1 tấn. Anh em lấy 100 ký, thí dụ tiền xe là 4 triệu thì chia ra anh em 1/10 thì anh em mình chịu 400. À. Vậy đó, tôi đây tôi chơi công bằng. Vậy đó. Cũng ngon rồi. À, chứ không phải là phụ nửa xe hay là gì có người á. À. Phụ có mấy cái thép mà trả tiền xe thôi cũng mạt, muốn mạt luôn. Trời ơi chơi vậy hết tình rồi. Rồi rồi, vậy anh em mình ấy lấy ra để mua quán băng keo luôn ha. À, rồi. Rồi rồi. Lấy cục băng keo đó kìa anh quấn giùm luôn. Đó. Rồi sao anh gọi chưa? Nhiêu cũng được rồi. Rồi, lấy tiền vậy đi ha. Rồi anh em mình có đây có số điện thoại qua lại rồi. Thí dụ cái gì anh ấy giùm. Ờ, hôm đó thấy anh làm có mấy cái khâu vàng vàng bằng cái gì á. Khâu hả? Khâu khâu đó khâu đồng anh. Khâu đồng á. Anh xài loại khâu đồng nào? Đồng chắc anh thấy đằng này quá. Đây lấy rồi lấy. Rồi anh xài số lượng nhiều không anh? Tại chia chừng 2 cái làm cái dao tặng cho bà và vợ á. Ờ, 2 cái hả? Ừ, chừng 2 cái rồi. 2 cái đó anh lựa đi. Tặng cho anh luôn chơi nếu anh làm đồ nhà xài. Thôi lấy. Chia nhiêu tiền thì chia đi chứ cái này mắc lắm à. Thì mắc anh em mới quen biết đây mà. Thấy 2 cái, 2, 3 cái gì đi. 2 cái thôi. Rồi. Rồi bỏ túi luôn để không quên à. Ờ, nhóc này nó nhỏ xíu vậy rồi sao đập lò rèn nổi với cha nó. Mấy giờ máy đập hết với tay. Chắc 3 ký mấy hả con? Thôi được rồi. Vậy là còn gì không còn chứ phải không? Rồi nhiêu đó rồi. Đi. Rồi vậy anh em mình ấy gì rồi chuẩn bị có tiền qua chi gì đồ nhiều làm ấy. Trời ơi anh em có nhiều nói chung anh em mà tại chưa quen biết chứ nói chung anh em mà cứ thiếu đồ cứ qua tôi lấy đi rồi chừng nào làm đi rồi xong có tiền gửi cho tôi sao anh em mình không có gì đâu
nó em nào cũng vậy, nói chung là cứ thiếu thiếu ít ít tôi cho, tôi nói chung ba nhíp này nè, anh em nào cần ví dụ lấy một hai miếng, chừng nào làm xong thì có tiền cần nửa tháng tháng gì đó gửi tiền cho tôi, nó vậy thôi. Có dịp nào đi ngang mỗi cày ghé đó cho uống cà phê chơi. Tôi gặp cái cà phê tôi ít uống, tôi nhậu không mới chết chứ. Nhậu cũng được, nghĩ làm nhậu. Ok. Chơi cho biết nha. Rồi. Rồi anh em mình ơi, bây giờ về phải không? Cha con về khỏe nha. Má mưa rồi sao về? Mưa về được không? Rồi. Đi mà vụ xe quá trời cái xe luôn ha. À, xe có ba gà hết hồn luôn trời. Ba gà đó đâu làm thợ nào làm cũng ghê ha. Rồi về luôn rồi, cảm ơn nha. Rồi. Cha con về khỏe. Về, anh em về khỏe nha. Thôi vậy cũng cảm ơn người anh hai cha con ấy ở đến từ Bến Tre anh chị em. Thôi giờ nay về khỏe. Vậy con cũng cũng nói thêm cái nữa, anh em nào chú chố nào thì làm đồ ghèn thì nó cứ qua con, nói chung con có cái gì con sẽ chia cái nấy anh em mình ơi. Thì anh mình có thì mình chia sớt với nhau để cho nó nói chung cho nó hài hòa hơn. Còn quên cái bóp nữa nè, còn cái bóp nữa kìa. Thôi vậy con xin xuống clip đây cô chú anh chị mình.